được mày đâu nha. Kìa, mày muốn xuống xe nói chuyện với tao nha, lên. Muốn xuống đây nói chuyện. Mày qua lại với chồng tao bao lâu rồi? Này. Chị ơi, chị lộn rồi chứ. Chứ em có quan hệ gì với chồng chị đâu. Em chồng chị chỉ là đồng nghiệp thôi à. Đồng nghiệp gì? Đồng nghiệp sao mày nói tao nghe coi. Đồng nghiệp mà nửa đêm nhắn tin hẹn nhau đi cà phê hả? Đồng nghiệp gì nửa đêm? Hả? Tụi mày làm gì? Thì tụi em ra bàn công việc. Có buổi họp mà chị. Buổi họp lúc mấy giờ? Lúc 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng hả? Hả? Mày chị muốn gái hả đúng không? Muốn gái đi chị. Anh cứu em nha. Ơ chị bình tĩnh. Có gì chuyện gì từ từ nói. Ở giữa đường giữa xá chị đánh gì không hay đâu. Không hay là không hay sao? Mày là thằng nào xen như chuyện của tao? À, tôi chỉ là người đi đường thôi. Tôi thấy chị đánh bé này bầm dập luôn nên tôi vô can. Vô can? Can mày làm được gì tao? Người đi đường hả? Tụi bay là đồng bọn với nhau chứ gì? Nãy giờ tao thấy mày bên con trà xanh thì hơi nhiều rồi đó. Giờ mày muốn làm sao? Chị đừng hiểu lầm, tôi với bé này không có mối quan hệ gì hết á. Tôi thấy chị bất bình nên tôi vô can thôi. Mày thích can không? Tao đánh luôn mày luôn á. Giữa đường giữa xá làm gì ồn ào vậy? Thằng Khang, chuyện gì vậy? Chị Chính Nghĩa, em thấy chị này đánh bé này, đánh ghen bé này quá trời nên em vô can. Chị gái, chị bình tĩnh đi. Dù đúng dù sai á, chị cũng không có quyền đánh người ta như vậy đâu. Lỡ người ta bị gì á, truy tố chị á, lúc đó người thiệt thòi là chị đó, có đáng không? Hên cho mày, nhớ kỹ mặt tao nghe chưa? Về anh. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Bây giờ em đi nha. Em gái, chị thấy vết thương trên mặt em á cũng có nhẹ đâu. Bây giờ em chạy xe tí nữa em bị chóng mặt á, có tai nạn gì rồi sao? Ở đằng kia là quán nước của chị á, em qua ngồi nghỉ tí đi. Thấy không ổn thì gọi người thân tới. À, dạ không sao đâu chị, em ổn mà. Em cứ vô đi, không sao đâu. À, dạ thôi, em ngại lắm chị. Hồi nãy em mới bị quánh ghen xong, giờ vô người ta nhìn em kỳ lắm chị. Không có sao hết, quán nước của chị, cứ ngồi nghỉ đi. Ổn thì em đi về thôi, có gì đâu. Đúng rồi, có đâu mà ngại, quán của chị Chính Nghĩa mà. Với lại vết thương này không chủ quan được đâu, vô đi. Ở đâu, hồi nãy có mấy vết bầm á. Đưa đây chị xức dầu cho tan bớt. À, dạ không cần đâu chị, em về nhà tự xức được. Em chỉ cần ngồi đây ổn định tinh thần xíu là được rồi chị. Em gửi nước ạ. À, không biết của em bao nhiêu anh? Ờ, của mình 80. Ủa, cái bóp tiền của anh đâu rồi? Ủa, anh để đâu? Mà anh không nhớ hả hay sao? Đâu anh để dưới này nè. Sao bây giờ tiền không thấy ta? Hồi nãy anh có đi đâu rồi anh để quên trên xe hay trong giỏ gì không? Hồi nãy anh nhớ anh lấy ra anh bỏ xuống dưới túi này mà sao bây giờ tiền không thấy ta? Đâu anh đứng dậy kiếm kỹ coi. Nhiều khi nãy giờ đi vô quán đó. Vậy là có thể là anh chưa kiểm túi của cô Loan đó. Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Anh xem, em phải biết tiền của anh không? Ờ đúng rồi, bóp tiền của anh nè. Lộ bộ mặt thật rồi chứ gì. Cô với mấy người kia là đồng bọn với nhau. Mà sao em biết chuyện này chính nghĩa? Bởi vì gần đây có những cái vụ dàn cảnh chặn xe cướp tiền của mấy người vừa rút tiền từ cây ATM. Chắc tụi này cũng theo dõi anh lâu rồi. Em đã để ý từ đầu rồi. Lúc bị mấy người kia đánh ghen á, cô ta cứ liên tục che cái tay áo lại. Cho đến khi anh xuất hiện thì vén tay áo lên cho anh thấy rõ vết bầm. Anh thương cảm, sau đó đến giúp cô ta. Nhưng đâu có ngờ mấy cái vết bầm này chỉ là do hóa trang thôi. Bình thường á, khi bị đánh từ 12 đến 24 tiếng mới lộ rõ vết bầm. Còn lộ rõ như vậy chắc chắn là do hóa trang rồi. Hóa trang ghê quá ha. Tụi bay tưởng làm như vậy sẽ không có kẻ hở hả? Tụi bay sai rồi. Làm sai á, chắc chắn sẽ phải đền tội thôi. Tụi bay lên phường đi. Mai ơi, muốn là cứu tao với. Mai ơi, buông tôi ra, thả bạn tao ra. Anh định bắt tao lên phường kìa Mai. Buông ra. Mày làm như vậy. Sao, tính tới giải cứu đồng đội hả? Vậy cả đám cùng lên phường một lần đi. Anh. Giữ tụi nó lại. Công an sắp tới rồi.